Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Nhiều Đe. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Biscuit. Chúng ta sẽ có những chương trình Adobe đến từ nền tảng Biscuit. Chương trình này thì pool cũng nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta chơi giải trí một chút. Đối với cái sự kiện ngày hôm nay thì sẽ có pool giải thưởng là 200 BGB. Trong đó thì top 3 người, ở đây thì sẽ có phần thưởng top 3 người tỷ suất lợi nhuận cao nhất sẽ nhận được quà lưu niệm và 20 BGB. 100 người may mắn thì sẽ nhận được 10 BGB. Và cái tích tham gia thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ follow các kênh mạng xã hội và sau đó thì đăng ảnh video, ảnh tham gia nạp sự kiện, nạp nhiều trúng quà nộp phát 68.000 đô. Đấy. Thời gian sự kiện diễn ra từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 anh em nhé. Ở đây các bạn làm như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ follow một số kênh mạng xã hội trước. Follow. Ở đây mình đã follow rồi. Nine British. Các bạn sẽ gửi ulem, nộp ulem lên nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta cũng sẽ follow kênh Facebook. Rồi like và set ở trên Facebook này. Rồi tiếp theo chúng ta ấn continue. Rồi các bạn sẽ join vào kênh Telegram. Rồi mình cũng đã join luôn rồi, các bạn có thể nộp thông tin. Ở đây thì sẽ điền UID tài khoản Biscuit và đăng cái ảnh tỷ suất lợi nhuận. Thì ở đây thì mình chưa có ảnh tỷ suất lợi nhuận, thì tỷ suất lợi nhuận sẽ là tỷ suất lợi nhuận bên future ấy. Các bạn đến future cái ảnh mà phần trăm ấy, các bạn bao nhiêu phần trăm còn lãi ấy, thì chính là cái ảnh mà tỷ suất lợi nhuận mà các bạn cần phải đăng ở trên cái trang cá nhân. Thì trang cá nhân chính là các bạn có thể đăng ở Facebook cá nhân của các bạn là ok nhé. Đấy, nó cũng rất là dễ thôi. Đấy thì các bạn cứ vào cái thị trường future các bạn chơi, thực ra các bạn không cần biết là vốn bao nhiêu. Đấy, các bạn có thể đánh vốn 10 đô, vốn 1 đô cũng được. Nhưng mà làm sao tỷ suất lợi nhuận các bạn càng cao các bạn chụp, các bạn share. Đấy, cái điều mà bên phía Biscuit cần là điều đấy. Nên là nó cũng rất là ngon. Bởi vì là nếu anh em tỷ suất lợi nhuận cao thì ngon rồi. Các bạn đâu cần phải đánh nhiều đâu. Các bạn đánh nhỏ thôi. Một đô cũng gọi là đánh có tỷ suất lợi nhuận là được mà. Tỷ suất lợi nhuận chỉ cần cỡ độ khoảng 200-300% khi đang ăn rồi. Đấy, nó rất là dễ nhá. Đấy. Thì cái này chắc mình không chỉ cho anh em về cái phần này, anh em tự ra chơi thôi. Ta đừng đánh môn to làm gì, đánh môn to nhiều khi anh em không biết chơi lại nổ. Bỏ ra 10 đô đánh lệnh 1 đô cũng được, hay là không phải 1 đô không biết là cho đánh không, nhưng mà 1 đô cũng được. Đấy, x100. Đấy, đánh vậy cho nhanh. Tự như vậy. Đấy, các bạn không đánh vốn to các bạn cháy lúc đấy lại tội các bạn. Đấy, nếu mà các bạn lấy có tỷ suất lợi nhuận ăn thì các bạn chỉ cần nọt vào top thôi là các bạn sẽ có quà thôi. Nó sẽ có quà lưu niệm và BGB nhé. Còn anh em random thì vẫn có thể nhận được 10 BGB. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.